Hành Hưng Watch, số 1 về đồng hồ chính hãng. Xin chào những quý ông đam mê đồng hồ đang theo dõi trên Hành Hưng Watch. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau trên tay và đánh giá một thương hiệu đồng hồ rất nổi tiếng, đó chính là chiếc Casio K355-1. Đây là một món quà mang rất nhiều những ý nghĩa tâm linh thú vị. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé. Đây là một cỗ máy thời gian với size mặt là 40mm và độ dày của nó là 10mm, một cái cỡ rất dễ đeo, đặc biệt là đối với đàn ông Việt Nam. Và sản phẩm này thì có một sự kết hợp màu sắc rất quý phái và sang trọng với hai gam màu chủ đạo là vàng gold và một sắc đen rất bí ẩn. Chắc chắn sẽ mang đến một cảm giác khá bí hiểm và gây tò mò cho người đối diện của bạn, đặc biệt là phù hợp với những quý ông có gu ăn mặc cá tính. Sự cá tính này đến từ nền đen bao phủ trên một diện tích rất lớn, từ mặt số đến dây đeo cho đến phần lắc và phần vành ngoài nữa. Lớp thép 316L không gỉ, đen bóng bẩy, thực sự khiến tôi ngắm nhìn rất nhiều mà không hề cảm thấy nhàm chán với chiếc đồng hồ này. Và tất nhiên, để làm nên sự thành công của sắc đen đầy bí ẩn này, phải kể đến những chi tiết vàng gold đầy ý nghĩa được chạm khắc trên cỗ máy thời gian này. Và đó chính là điều mà tôi muốn nhắn nhủ ở đầu video. Và hình ảnh được khắc trên sản phẩm này đó chính là hình hổ vàng, một hình ảnh đầy oai phong và hùng dũng ở vị trí 6 giờ, với ý nghĩa bảo vệ cho gia chủ, đảm bảo cho tài sản, tiền tài, sức khỏe và sự sinh sôi nảy nở của các thế hệ sau. Ngoài ra, loài hổ còn là biểu tượng của sự quyền uy, sự thăng tiến trong học hành, kinh doanh và đặc biệt là hợp với những quý ông có tuổi dần. Chưa kể điểm nhấn đầy ấn tượng đó còn là ô cửa sổ lịch kép, hiển thị ngay và thứ cũng được bo vuông vắn với sắc vàng gold óng ả. Được thiết kế hơi sâu một chút so với mặt số, tạo chiều sâu và độ hút mắt khi chúng ta ngắm nhìn mặt số của chiếc Casio này. Và với mức giá gần 8 triệu đồng, đây còn là một sản phẩm được sử dụng một bộ máy rất nổi tiếng tới từ Miyota, cỗ máy 8215 với 21 chân kính. Ngoài ra còn là sự xuất hiện của vỏ thép không gỉ 316L và mặt kính sapphire chống xước, cũng như những chi tiết được mạ vàng 24K. Các bạn nghĩ sao về sản phẩm đồng hồ này? Hãy để lại bình luận của mình ở bên dưới. Và đừng quên, đây là một sản phẩm được phân phối độc quyền bởi Thành Hưng Watch. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Thành Hưng Watch, số 1 về đồng hồ chính hãng.